Tiếp theo là của siêu mẫu Minh Tú đây nè. Đó, Minh Tú treo qua treo con lưng với thôi không đó, là một cây tắc đó. Không biết Minh Tú, trời ơi, Minh Tú tặng giá hay gì mà còn giá không vậy trời? Bên đó trời, Minh Tú tặng cây tắc mà còn giá nè. Minh Tú, em định chơi chiêu trò gì vậy? Đã Tú em tặng tắc mà em để số 80 là sao? Tắc là gì? Là ý là một năm hả? Tức là tiền đè tắc thở hay là sao? Và món quà tiếp theo cũng là một loại cây, nhưng mà là cây hoa đào của sư mẫu Minh Triệu đây. Đây sư mẫu đây, đưa cho anh nè. Thôi đừng rơi, đừng bể. Đó, một cái hoa đào Minh Triệu đã gói rất là cẩn thận và ở trong đây có hướng dẫn sử dụng luôn nè. Đó, có thuốc luôn để bỏ cho cây hoa. Đó, cảm ơn Minh Triệu. Hai người Triệu món quà nhẹ nhàng như chính con người của Minh Triệu hả? Minh Tú với Minh Triệu hai người đều tặng cây cho anh hả?